Lâm Vĩ Dạ ghen tuông đập vỡ điện thoại vì nghĩ Hứa Minh Đạt đi chơi đêm với gái lạ. Mới đây, chương trình Ai là người giả trân đã lên sóng với sự dẫn dắt của Hứa Minh Đạt. Bốn khách mời là Quách Ngọc Tuyên, diễn viên Ngọc Hoa và hot girl Xoài Non. Trong phần chơi này, bốn người có tối đa 2 phút kể về một lần bị nửa kia mắng và hiểu lầm và cảm thấy oan ức. Các nghệ sĩ được lựa chọn kể câu chuyện thật hoặc giả, những người còn lại sẽ đoán là thật hay giả. Hứa Minh Đạt cũng gây chú ý khi kể lại câu chuyện bà xã Lâm Vĩ Dạ ghen tuông khiến dân tình xôn xao. Anh nói, lúc đó Dạ vừa sinh xong bé bánh mì, tôi đi làm suốt. Đôi khi tôi về trễ, Dạ cũng hay gọi điện thoại. Có một tối Dạ gọi điện thoại rất nhiều mà không được, sáng hôm sau tôi mới về đến nhà. Dạ hỏi tôi đi đâu, tôi bảo nhậu với mấy ông anh xỉn quá không về được, điện thoại không sạc pin. Dạ nghĩ tôi đêm đó đi chơi với cô gái khác nên giật điện thoại của tôi đập xuống đất vỡ. Tôi nhớ đó là điện thoại Nokia N71. Sau này Dạ điều tra ra tôi kể thật, thấy mình ghen tuông bừa bãi nên mua cho tôi điện thoại Nokia N72. Câu chuyện của Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ khiến khán giả cười lăn cười bò. Hứa Minh Đạt cũng đã được lên đời điện thoại vì bị vợ hiểu lầm. Trước đó Hứa Minh Đạt cũng từng nói xấu vợ trong chương trình Cả Nhà Thương Nhau. Tôi nói thật hồi đó tôi đâu bao giờ sợ vợ đâu. Hôm nay tôi dám đứng giữa trời giữa đất để nói tôi không bao giờ sợ vợ. Cái mặt của cô ấy mập mập tôi ghét lắm. Cũng trong chương trình Ai là người giả trân, Quách Ngọc Tuyên tiết lộ anh cũng chịu chung số phận với Hứa Minh Đạt khi bị vợ trẻ ghen tuông nghi ngờ. Cách đây vài tháng tôi phải tập trung làm phim Vi Cá Tiền Truyện và web drama, phải họp ngày họp đêm với anh em ekip. Gần một tháng trời tôi họp hoài, có hôm đang ngồi quán cà phê họp thì vợ tôi gọi điện liên tục hỏi đang làm gì vậy. Tôi bất ngờ nghĩ chắc vợ sợ mình đi đâu bậy bạ bên ngoài. Tôi sợ cảm giác bị điều tra lắm, bực bội nữa. Cuối cùng vợ tôi gọi thêm cho một người để hỏi tôi đang ở đâu. Chia sẻ của Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt khiến khán giả thích thú. Ai nấy đều cho rằng làm vợ của nam diễn viên nổi tiếng, xung quanh lúc nào cũng có những bóng hồng trẻ đẹp, thì việc các bà vợ ghen tuông cũng là điều thường tình. Cũng trong game show Ai là người giả trân, hot girl Xoài Non phải thực hiện thử thách nói với mẹ chồng muốn trùng tu nhan sắc và nâng cấp vòng 1, xin mẹ chồng cho phép là cô thành công. Cô nàng không ngần ngại kể hẳn giai thoại của gia đình chồng. Cụ thể, chuyện này xuất phát từ đam mê của streamer Semesis từ hồi nhỏ. Chả là hồi nhỏ, khi hay đi ra ngoài đường, anh ấy có kiểu xin mẹ, cho sờ miếng đi có mất mát gì đâu. Lớn lên, anh muốn bạn gái hay vợ phải là người có điện nước đầy đủ. Xoài Non hào hứng tiết lộ bà nội của chồng thúc giục cháu trai cưới vợ, còn sẵn sàng cho tiền trùng tu. Bên cạnh đó, bà còn thẳng thừng tuyên bố, mày mà lấy vợ ngực lép là cho đi sửa ngực luôn. Ngay sau đó, Xoài Non đã liên hệ với mẹ chồng nhưng số máy bận. MC Hứa Minh Đạt hài hước, hình như là mẹ em biết trước rồi, bây giờ liên lạc với mẹ chồng không được thì gọi cho mẹ ruột. Chấp nhận thách thức, cô nàng gọi cho mẹ ruột xin vài trăm triệu để tân trang vòng 1. Đáp lại, phụ mẫu cô nàng cười ròn một tràng và từ chối, không. Dù hết lời năn nỉ, so sánh với người nọ người kia, nhưng mẹ Xoài Non vẫn không hề lung lay. Cô cho biết mẹ rất sợ cô đụng chạm dao kéo, dù có ý định gì chỉ cần nghe từ thẩm mỹ đã ngăn cấm. Ngay từ khi bước vào làm dâu nhà hào môn, Xoài Non đã nhận được tình cảm của gia đình chồng. Cô nàng từng chia sẻ trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, em là người phụ nữ đầu tiên anh Hiếu dẫn về mà cả dòng họ đều đồng ý. Khi về nhà chồng, em hợp với tất cả mọi người trong nhà luôn. Bố chồng là người nghiêm nghị tới mức không ai dám nói chuyện. Từ lúc em về nhà chồng cũng hay chọc bố vui, cái bố trở nên gần gũi hơn với các thành viên khác. Cô tiết lộ thêm được mẹ chồng cưng nựng như trứng, yêu thương không khác gì con đẻ.